Nếu tập hành tâm bát nhã thời nếu có nói gì chỉ nói bát nhã ba la mật mà thôi. Phật sắc dạy đệ tử, nếu hòa hợp cộng chú thường nên hành hai việc. Một là hiền thánh im lặng. Hai là thuyết pháp. Hiền thánh im lặng là tâm bát nhã. Thuyết pháp là thuyết bát nhã ba la mật. Người ấy từ tâm bát nhã phát xuất thuyết bát nhã ba la mật. Thuyết bát nhã ba la mật rồi trở lại vào trong bát nhã, không để cho tâm khác, lời khác xen vào, ngày đêm thường tu như vậy, không ngừng, không nghỉ như vậy sẽ được không như trước nói. Phật muốn làm cho việc ấy rõ ràng nên nói thí dụ. Như người nghèo mất của báu có giá trị lớn, thường nhớ mãi không rời, Bồ Tát cũng như vậy, không rời tâm nhất thiết chí, thường tu bát nhã ba la mật không ngừng, không nghỉ. Bấy giờ tu Bồ Đề nghe việc ấy liền bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy tâm niệm đều không, làm sao Bồ Tát không rời niệm nhất thiết chí? Vì trong không, Bồ Tát không thể có được, nhất thiết chí cũng không thể có được. Phật đáp, nếu Bồ Tát biết hết thảy pháp xa rời tự tánh, chẳng phải thanh văn, bích chi Phật làm ra, cũng chẳng Phật làm ra, mà từ nhân duyên xuất sinh các pháp tướng như như thật tế thường trụ thế gian, tức là Bồ Tát không rời hạnh bát nhã ba la mật. Phật tự nói nhân duyên, vì bát nhã ba la mật không, xa lìa, nên không thêm không bớt. Tu Bồ Đề nghe như vậy lại hỏi Phật. Nếu bát nhã ba la mật tánh không, làm sao Bồ Tát hợp cùng bát nhã được đạo vô thượng? Phật theo câu hỏi của Tu Bồ Đề mà nói rằng. Nếu Bồ Tát hợp cùng bát nhã ba la mật thời không thêm không bớt. Vì các pháp như như, pháp tánh, thật tế, không thêm không bớt nên bát nhã ba la mật không thêm không bớt. Bát nhã tức là các pháp như như, pháp tánh, thật tế. Như như, pháp tánh, thật tế tức là bát nhã ba la mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên. Như như như, pháp tánh, thực tế chẳng phải một, chẳng phải khác, bát nhã cũng như vậy. Pháp thế gian chẳng phải một tức là hai, chẳng khác tức là một, còn bát nhã ba la mật không như vậy, nên bát nhã ba la mật vô lượng vô biên. Vì không, vô tướng, vô tác nên không thêm không bớt. Nếu Bồ Tát ngộ được tính không thêm không bớt ấy, thời chứng đọc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát nghe việc ấy mà thông suốt, không chướng ngại vào trí tuệ Phật nên tuy chưa làm Phật nhưng nhờ tín lực mà đối với Phật Pháp cũng không nghi, không kinh, không sợ, vì cớ sao? Vì kẻ phàm phu tâm chấp ngã nên có sợ, Bồ Tát dứt hết ngã tưởng nên không sợ, nên biết Bồ Tát ấy an trụ địa vị chẳng thoái chuyển, cũng có thể hành đúng bát nhã. Tu Bồ Đề nghe nói Bồ Tát hành đúng bát nhã nên lại hỏi Phật. Bát nhã ba la mật quán hết thảy đều không, không bền chắc tướng không ấy là hành bát nhã chăng? Phật đáp, không phải, vì sao? Vì nếu pháp không, không có, làm sao hành bát nhã? Lìa pháp không ấy lại riêng có pháp hành bát nhã chăng? Phật đáp, không phải, vì sao? Vì nếu hết thảy pháp không, vô tướng, vô tác làm sao lìa không lại có pháp khác thế nên đáp không phải. Tu Bồ Đề nghe nói không chẳng phải hành bát nhã, lìa không chẳng phải hành bát nhã, hết thảy pháp đều thu nhiếp ở trong bát nhã, nay chỉ hỏi bát nhã tập hành bát nhã chăng? Pháp không tự tập hành, phải do pháp khác tập hành, nên đáp không? Lại hỏi lìa bát nhã lại riêng có pháp tập hành bát nhã chăng? Phật đáp, không, vì sao? Vì hết thảy pháp thu nhiếp ở trong bát nhã, không thể riêng có pháp tập hành bát nhã. Từ trước lại đây lược hỏi người thực hành bát nhã, nay hỏi về lý do danh tự năm uẩn tập hành bát nhã chăng? Phật đáp, không, vì sao? Vì năm uẩn từ nhân duyên hòa hợp hư dối, không tự tại không có tướng tác phi, làm sao tập hành được? Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu Bồ Tát chỉ là danh tự giả chống không, không thật nên không tập hành bát nhã, vậy ba la mật và các pháp trợ đạo tập hành bát nhã ba la mật chăng? Phật đáp, không, vì sao? Vì như năm uẩn do hòa hợp mà có nên không thể tập hành, sáu ba la mật cũng như vậy. Sắc pháp tướng không, không bền chắc. Như như, pháp tính, pháp vị, pháp trụ, thật tế, pháp ấy tập hành bát nhã chăng? Phật đáp, pháp ấy là pháp vô vi chẳng sinh chẳng diệt tự tính thường trú nên không tập hành. Tu Bồ Đề lại hỏi Phật, người là danh tự giả, nên không tập hành. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hợp sinh, không có tự tính nên cũng không tập hành, vậy ai sẽ tập hành bát nhã? Nếu không tập hành làm sao được đạo vô thường? Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại. Ý ông nghĩ sao? Vì thấy Tu Bồ Đề gấp rút tìm biết người tập hành bát nhã thế nên Phật hỏi.
ông lấy mắt tuệ xem thấy có một pháp nhất định tập hành bát nhã trang. Tu Bồ Đề Nhân ba cửa giải thoát được vào thật tướng các pháp còn không thể có được, huống gì người tập hành. Thế nên đáp rằng, bạch Thế Tôn, không thấy có ngòi tập hành bát nhã. Phật lại hỏi, ông thấy có chỗ Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề đáp, không thấy, vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật hết thảy pháp quán hoặc thường hoặc vô thường. Hoặc sinh hoặc diệt đều dứt. Không có một pháp có tướng nhất định gọi là bát nhã, làm sao nói đó là bát nhã ba la mật. Phật lại hỏi, nếu ông dùng mắt tuệ không thấy pháp, vậy pháp không thấy ấy là có hay là không? Tu Bồ Đề đáp, không, vì sao? Vì theo Phật nói, mắt tuệ chân thật còn mắt thịt mắt trời hư dối. Tu Bồ Đề dùng mắt tuệ quan sát không thấy, nên đáp, không. Phật lại hỏi, nếu pháp không, không thể có đọc, pháp ấy có sinh chăng? Tu Bồ Đề đáp, không sinh, pháp ấy vốn tự không có, rốt ráo không, không có gì của chính nó, hí luận về các pháp có hay không đã diệt làm sao có sinh. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đối với pháp ấy thông suốt vô ngại, có tín lực tuệ lực nên có thể an trú trong pháp ấy, ấy gọi là vô sinh nhẫn. Trong năm uẩn giả gọi là Bồ Tát, được pháp như vậy, ấy gọi là hành đúng bát nhã ba la mật. Đậy theo pháp thế tục nên nói, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa, trong đệ nhất nghĩa, các hí luận tức là vô sinh. Được vô sinh nhận ấy liền được thọ ký đạo vô thường. Phật dạy, nếu Bồ Tát nhất tâm, siêng tinh tấn, không ngừng không nghỉ, hành theo vô sinh nhẫn mà không được trí tuệ lớn, trí tuệ vô thượng, nhất thiết trí, thời không có lẽ đó, vì sao? Vì như kinh nói, nếu không nhân không duyên thời không có quả báo, tà nhân tà duyên cũng không có quả báo, nhân duyên ít cũng không có quả báo. Bồ Tát được nhân duyên pháp nhẫn như vậy. Khi bỏ nhục thân sinh tử liền được thân pháp tánh sinh, trú trong quả báo thần thông của Bồ Tát, trong một lúc có thể biến hóa làm vô lượng thân, nghiêm tịnh cõi Phật độ thoát chúng sanh. Người ấy ở thân cuối cùng đầy đủ Phật pháp, ngồi đạo tràng. Đầy đủ nhân duyên chính, nếu không được vô thượng chánh đẳng chánh giác thời không có lẽ ấy, vì cớ sao? Vì người ấy được pháp vô sinh nhẫn, nhất tâm tiến thẳng, không có lùi bỏ. Bồ Tát chưa được vô sinh pháp nhẫn, còn đắm sâu pháp thế gian, các phiền não sâu dày. Tuy có thiện tâm phước đức mà mỏng manh không chứa nhóm được nên bị phiền não ngăn che, nếu được vô sinh pháp nhẫn thời không còn có việc ấy. Chưa được vô sinh pháp nhẫn thời dùng sức khó khăn, thí như đi bộ. Được vô sinh pháp nhẫn rồi thời dùng sức rất dễ, thí như cưỡi thuyền. Thế nên các Bồ Tát quý vô sinh pháp nhẫn, vì quý nên Tu Bồ Đề hỏi Phật. Được pháp vô sinh nên được thọ ký chăng? Phật đáp, không phải, vì sao? Vì pháp vô sinh không diệt, không có tướng được, làm sao nhân được thọ ký? Tu Bồ Đề lại hỏi, pháp sinh được thọ ký ư? Phật đáp, không được, vì sao? Vì pháp sinh là hư dối, các pháp là pháp vọng ngữ tạo tác, làm sao được pháp chân thật vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề lại hỏi, pháp sinh và chẳng sinh được thọ ký chăng? Phật đáp, không được, vì sao? Vì, cả hai đều có lỗi. Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu như vậy làm sao sẽ được thọ ký? Phật hỏi ngược lại, ông lấy mắt tuệ quan sát thấy có pháp thọ ký cho hàng Bồ Tát chăng? Tu Bồ Đề đáp, không thấy, vì sao? Vì pháp ấy từ trước lại đây tướng tịch diệt. Trong đó không có thấy và chẳng thấy, không có thọ ký và chẳng thọ ký, cũng không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có pháp để đắc cũng không có người đắc. Vì bát nhã ba la mật không có sự ước tưởng phân biệt ấy. Hỏi, trên đây Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát do được vô sinh nhẫn nên được thọ ký chăng? Phật đáp không, sao nay Phật lại lấy lý vô sinh để đáp rằng Bồ Tát khi tu bát nhã không có các ức tưởng phân biệt. Đáp, hành giả thật do vô sinh nhẫn nên được thọ ký, nhưng Tu Bồ Đề vì hàng Bồ Tát nên lấy tâm chấp trước tâm sở đắc để hỏi, vì vậy Phật đều đáp không? Như hết thảy pháp thật không có ngã mà phạm chí bà sa hỏi Phật có ngã chăng? Phật im lặng không đáp. Hỏi không có ngã chăng? Phật cũng im lặng không đáp. Hết thảy pháp tuy thật không có ngã, nhưng vì phạm chí đem tâm chấp trước hỏi, muốn hí luận vô ngã, nên Phật không đáp. Ý Tu Bồ Đề hỏi, biết chắc chắn có việc thọ ký nhưng không biết quán pháp gì mà được thọ ký nên hỏi. Thế nên Phật đem điều sở đắc của Tu Bồ Đề hỏi lại. Ông lấy mắt tuệ thấy nhất định có pháp thọ ký chăng?
tu bồ đề trong ba cửa giải thoát quán pháp tánh không thấy nhất định có ngòi thọ ký, vì tánh của các pháp là vô tướng, vô lượng. Nếu không thấy có pháp thọ ký thời làm sao sẽ có ngòi được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu bồ đề nghe người thọ ký ấy không, tâm nạn vấn liền dứt, tự hiểu rõ không nghi. Phật chấp nhận ý ông, nói, như vậy, như ấy. Ông chẳng thấy pháp chẳng được là thật, vì sao? Vì tướng Bát Nhã Ba La Mật không có phân biệt.